tụi con đang chuẩn bị đi đâu, tụi con nói cho ông bà cô chú nghe đi. Con đi đâu? Julia nói. Con đi chơi mama Phượng. Con đi chơi. Đi rước mama Phượng. Alice chào ông bà cô chú. Mày bà cô chú về tên lại. Với kênh. Với kênh. Với kênh gì? Anh kêu family, cuộc sống thì đĩa. Wow. Con mèo con. Dạ Dịp xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người. Nhà Dịch hôm nay có một cái chuyến đi bất đắc dĩ. Nó giỡn thôi chứ không phải bất đắc dĩ nữa, mà là đáng lẽ là hôm nay là bây giờ là nhà Dịch sẽ có một vị khách đặc biệt đến đến chơi. Nhưng mà do cái vị khách đó lần đầu đi xe lửa đó mọi người ơi, ta nói hả rất là bối rối và không biết cách đi làm sao á. Mà đáng lẽ là thường đi á là sẽ đổi hai trạm xe buýt hay xe lửa, mà chỉ người bạn đó của mình á, chị không biết á, chị đi xuống một cái trạm nó sớm hơn bình thường, mà chỉ chọn ngay cái trạm á, ta nói hả nó nhỏ xíu xíu luôn, nó chỉ là một cái trạm dừng chân, nó nằm ngay gần cái cánh rừng luôn á mọi người. Rồi á hả, cái chỗ đó thường ít có người đi xuống á, tại vì giống như ở quê mà ở trong rừng á, cho nên người ta chạy ngang qua đó thì cũng có người ở đó, cho nên dừng xuống. Và ngay đặc biệt là cái chỗ cái tỉnh đó là nó không có cái xe buýt đi xuống với cái chỗ mà đổi xe lửa để đi xuống nhà mình nè. Rồi cái chuyến sau của cái trạm của cái chuyến xe lửa đó là đợi tới khoảng 5 tiếng đồng hồ mới có cái chuyến xe lửa khác đừng đi xuống tỉnh của mình, cho nên đó hả cái anh bắt đầu mới nói thôi bây giờ ở đâu thì ở yên ở đó đi, đừng có đi đâu nữa chơi, ngồi tại chỗ đó đi. Thì bây giờ cả nhà mình leo lên xe để đi chạy tới cái tỉnh đó để đi rước chị. Trời ơi tội nghiệp mà chị tôi dữ lắm luôn á chị á hả, kiểu hồi đó giờ chị đi đâu á là có người chở chị không à. Chị cũng chưa đi một mình bao giờ, lần này là hình như là chỉ là lần thứ hai thôi, lần thứ hai là chị đi xa một mình á. Alice mà bước lên xe một cái là Alice ngủ khò khò liền luôn bà cô chú anh chị ơi. Còn hai chị lớn á, chị hai chị ba thì bây giờ lớn rồi không có ngủ trưa nữa. Tới rồi mọi người ơi, Dì Kiều tới rồi. Dì Kiều cái bạn này á là người soát vé ở trên tàu á, là bạn đồng nghiệp của anh Mít á, chỉ giúp chị Phượng ngồi ở trên tàu để đi đến chỗ này để gặp tụi mình nè. Xin giới thiệu với mọi người, đây là dì Kiều Phượng Chanel. Phượng John Shopping. Chị Phượng là em có quay mấy clip rồi đó ông bà cô chú anh chị ơi, mấy đợt trước là đi đến nhà chị Phượng là tao nói chị Phượng đãi hoành tráng lệ luôn. Giờ bây giờ hôm nay mới hẹn được Việt Kiều đi xuống đây. Hẹn Việt Kiều khó như là hẹn tổng thống vậy. Trốn chồng đi chơi. Trốn chồng. Mệt không chị? Khỏe lắm em. Tội nghiệp đó mọi người ơi, đợi mấy tiếng đồng hồ luôn, đổi tàu được này kia, trời ơi thấy thương quá. Đói bụng chưa chị? Chưa em kể xấu đi sao ta. Việt Kiều này giờ ta nói chưa đến nơi mà đã nôn quá rồi, nhảy xuống mà nhảy sao nhảy trúng ngay cái lỗ nào á, mà ta nói hả hay lắm, không có xe lửa cũng không có xe buýt không có gì hết trơn á, đợi mòn râu luôn. Mà xong rồi mình còn chọc á, mình nói á là
à, chị canh đi, chị đi ra chị coi có cái anh đẹp trai nào mà đi ngang qua đó, cái đi ra năn nỉ kêu người ta chở đi đến cái trạm kia giùm, mà tao là ông già không rồi hả chị ha, rồi ông già không, ông già từ chối, ông già nói thôi ông già không muốn trâu da gầm cỏ non, không tại vì không có đủ đẹp nhỏ vậy mà không đẹp nữa, không cho Thư là ông đón rồi mẹ, hồi sáng quên mặc bikini là ông sẽ đón chị. Mặc đồ này quá. Mặc bikini là ông chở chị đi vô bệnh viện luôn á. Giờ này trời đang lạnh. Vui lên gặp à, các con là vui. Dạ. Các con nó đói nó ngủ nó đợi mama phụng mà nó ngủ mất tiêu. Ngủ mất tiêu hết luôn à. Rồi. Anh Mít nói á hả? Trời ơi, Phượng đâu rồi? Phượng đâu rồi? Tới chưa? Biết bữa nay mặc áo đẹp chưa? Áo cặp nè. Áo cặp, ôi, trời ơi, nguyên nhà 5 người bằng áo cặp đó. Hiểu cái anh nữa chứ, trời ơi, có mua cho mama Phượng để mặc chung không? Có, chút nữa đi vô trong trung tâm mua sắm kia mua cái cho mama Phượng mặc luôn. Bây giờ là nhà mình sẽ đi đến cái trung tâm mua sắm gần ở đây cũng khá là lớn, thì sẵn ăn trưa luôn, tại vì bây giờ là cũng đói lắm luôn rồi. Mấy đứa nhỏ sáng ăn sáng không, chị Phượng cũng có ăn uống gì đâu, ăn từ sáng sớm, tội nghiệp sáng dậy sớm tranh thủ đừng đi. Ủa mama Phượng lên bởi vậy mưa quá trời mưa, mưa tầm tã. Trời ơi, Alice nhớ mama Phượng á, cười rồi, thấy mama Phượng tới cười. Đang ngủ quá mọi người ơi, mà bị đánh thức dậy nè. Trời ơi, nhớ mama Phượng hả? Không mama Phượng cái đi. Đây, cả gia đình hạnh phúc đây. Gia đình hạnh phúc bữa nay mặc đồ xăm xăm cũng tông xịt tông nha. Đó. Thấy Elise, thấy Elise. Bây giờ thì nhà em sẽ đi vô trong cái tiệm này ăn đồ, này là đồ của Thổ Nhĩ Kỳ á mọi người. Thì mấy đứa nhỏ với lại kêu chị Phượng lựa chọn thì chị Phượng không lựa. Cho nên thôi đi vô trong đây ăn luôn đi. Chào bác sĩ ta hả? Hôn má ba Phượng cái đi, ôm má ba Phượng hôn em. Cái hai ông bà cô chú. Cười biết luôn. Vui vẻ lắm. Hôn mình đáng đông heo. Cởi áo ra cho nó mát thôi con. Nóng. Chắc nhớ chưa? Nhớ, nó nhớ mà vậy nó mới cười với chị đó. Vô mấy cái chỗ, mấy cái tiệm của này người Trung Đông đúng không chị? Cái này ha. Thường á người ta sẽ cho cái bánh mì với lại mấy cái nước sốt. Cái này là bốn loại sốt khác nhau. Cái này sốt này là sốt cà chua nè. Cái này không biết là gì á. Cái này là tỏi nè, vít lết nè. Còn cái này là đậu gà, sốt đậu gà đó. Còn cái này là paprika, là ớt chuông. Mời mọi người. Chị, mời ai chị? Ai? Mời mọi người. Mời chị Phượng. Mời em. Mời mọi người. Mời mọi người, thử đi. Cái này cái. Mang danh em. Mời mọi người. Mời mọi người nha. Bánh mì. Cái này không phải là bít lết đâu. Cái này là nó có cái mùi của... Mùi hoa nắp. Mùi của gì do hoa nắp. Cái mùi cái gì á, màu nhà nướng á chị, cà tím. Cho nó cái chai tương ớt với chị. Ui, ăn được tương ớt luôn. Ăn biết nước ăn, chết. Sophia biết ăn giỏi lắm. Ngon mà Liz. Ngon. Yêu á, yêu Alice nè. Alice. Yêu Alice nè. Ngon. Anh Mít ảnh đi qua bên cái chỗ bán thuốc để anh mua cái chai thuốc xịt mũi, tại vì anh bị ngạt mũi, anh ăn anh không có cảm giác cái mùi vị gì hết trơn á. Cái này ngon hả? Cái nào ngon? À cái này là cà chua với lại tương ớt. Cái này của Julia với ba chị nhỏ chia với nhau nè.
đồ ăn của người lớn đến rồi nè mọi người ơi. Thì cái dĩa này là dành cho 4 phần người lớn ăn á. Thì giá của nó ngày hôm nay cuối tuần á là 990 đồng, là coi như là gần 1.000 đi, là khoảng 2.3 triệu. Mấy đứa nhỏ nó ăn cái này là kebab thadri, có cái khoai tây chiên á. Thì Julia với lại Alice rất là thích ăn, cho nên mình đặt thêm một cái dĩa này nữa. Chứ đáng lẽ là nguyên một cái mâm to như vậy nè là nhiều lắm lắm luôn, mà tại vì không có cái khoai tây chiên á, mấy đứa nhỏ nó xua. Cho chị ba một cái dĩa này. À, Alice ăn thử cho bà cô chú coi coi có ngon không. Ngon mà Alice. Ờ, cái sốt đây đây bên đây em có luôn rồi nè. Cái bên đó chị để bên đó đi, chị để đó chị ăn sốt đi, để gần chị ăn đi. Mời mọi người. Nó có 3-4 loại thịt đó mọi người, thịt cừu, thịt bò, thịt gà. Cái do ở đây là người Trung Đông cho nên người ta không có ăn thịt heo, cho nên không có thịt heo đâu. Cái nào là cừu đâu em, thịt dê đâu. Cái này con cừu hả? Để chị né cho, để nó nghe mùi nó hôi lắm. Nghe mùi hôi nách. Chị không biết ăn thịt cừu à? Thịt cừu thiệt là thịt cừu ở ngoài người ta làm hơi bị nặng mùi. Em cũng không biết cái nào là thịt cừu nữa. Thôi kệ mẹ nó đi. Ăn đại đi. Nếu mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Chị mời nha. Trời ơi dễ thương. Mama Phượng ngồi tuốt bên kia mà Mama Phượng gắp cho ăn. Con ăn thịt gà phải không? Này mẹ gắp thịt gà cho con. Nè. Rồi con ăn thịt thịt gì nữa? À ở đây nó có cánh gà nữa đó chị. Có cánh gà nữa. Phục vụ cho. Nè. Cánh gà nữa nha. Cánh gà. Trời ơi quá trời thịt luôn. Đã con có ăn cơm không? Không ăn hả? Thôi ăn thịt đi. Alice ăn dưa leo. Julia ăn có ngon không con? Dạ ngon. Cái đó là bắp cải này, cái đó bắp cải đó con, pizza salad. Cái này là bắp cải hồng, người ta ngâm chua ngọt á mọi người. Đẹp lắm. Mocha đẹp đó papa. Đưa thét tới nát sản tất cả sẽ. Anh bị nghẹt cứng cái lỗ mũi, không biết anh ăn có được mùi vị gì không nữa. Alice ngon không Alice? Không ngon hả? Không ngon mà ăn cái miệng dính tùm lem lum hết á. Ngon. Hồi nãy hỏi ăn ngon không? Không ngon. Xong rồi cái mẹ vừa mới tắt cái điện thoại, cái kia mẹ ơi quay phim con đấy, quay phim con đi để con nói lại. Xong rồi bắt lên ngon. Lắm trò quá luôn rồi chị Lít ơi. Hai chị nhỏ ăn xong rồi đi ra đó ngồi cho nó thoải mái, ra ngồi tâm sự, ngồi chơi với nhau. Đi thấy mấy chị ra đó ngồi chơi và bắt đầu cũng muốn chạy theo ra ngồi chơi. Đi đâu vậy Alice? Ngày hôm nay trong cái tiệm này đồng hồ giảm giá rất là nhiều luôn mọi người, từ 50% cho đến 70%. Chị Phượng chỉ sắp sửa đi về Việt Nam mà cho nên chị mua rất là nhiều quà đến tặng Julia. Con lựa được cái nào rồi Julia?
Vui là nãy giờ đi coi mấy cái nhẫn vàng. Chị Phượng chỉ mua mấy cái đồng hồ luôn á. Chị tôi đại gia lựa mấy cái đồng hồ mà ta nói hả, khó lựa quá, có nhiều màu cho nên chị tôi lấy hết luôn. Rồi Phượng đại gia cuối cùng đã mua được mấy cái đồng hồ luôn rồi nè ông bà cô chú anh chị ơi. Đem nào khoe với anh Mít. Hỏi coi anh Mít là được hôn nữa khoe. Đây nè, Phượng đại gia mua 4 cái đồng hồ giống vậy nè ông bà cô chú anh chị ơi. Đẹp không? Ông Mít nhà mà ông hỏi có duyên vậy sợ. Cái đồng hồ người ta đi chung với cái dây đeo tay, ông hỏi tại sao lại có cái dây đeo tay nữa thì người ta thích. Đẹp mà, nhìn ngầu quá. Nè. Ngày mai thì điển là ngày của cha, cho nên bây giờ nãy giờ đi kiếm quà cho anh Mít nè mà khó quá trời luôn. Hỏi gì anh Mít anh cũng anh không muốn, anh không cần. Đó, bây giờ đi vô trong cái tiệm mua đồ chơi. Má mà Phượng lụm được cái súng mà ôi trời. Ông chồng á thì đi lấy súng thiệt, đi bắn. À, chồng của chị Phượng á thì đi hôm nay đi săn rồi, đi săn con tuần lộc á mọi người, vô mùa đông rồi là đang vô mùa săn bắn. Cho nên ảnh không có đi được, ảnh ở nhà, ảnh đi săn. Vợ thì đi vô đây kiếm cái súng đi để về bắn. Rồi. Cái đó là cái gì? Pép 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 pép. Con chưa. Rồi Alice đâu rồi? Alice lựa được cái gì? Alice lựa được cái gì rồi? Thôi đi ra đi, đi vô trong cái chỗ đồ chơi này là tao nói không có lối thoát ra đó. Ôi chị Phượng lựa được cái này đi đánh răng cho anh Mít đánh răng à, để đi chà, đi tắm, tắm đưa vô chà. Có cái này gãi ngon lắm á anh cha, đo này đi thằng mũi chết gãi khí thế luôn. Cái này mua về trong gãi lâu thì đi. Lăn nó ha. Trời ơi, vô đây là không lối thoát rồi. Ê cái con này dễ thương quá nhỉ. Con này dễ thương quá nhỉ. Con mèo. Hương hả, con chó hả? Trời ơi chị hai cầm rồi kìa. Trời ơi bà không chịu, bà thấy con nhỏ bà không chịu, bắt đầu con lớn thôi khỏi. Nó sợ lắm, nó sợ mấy con búp bê dữ lắm, nó không có thích chơi búp bê đâu. Ôi ôi vậy đó hả, tìm được cái bạn này bạn gấu rồi đó hả. Ôi trời. Còn gấu con đứa không thích cái này nè con. Nói làm sao? Trời ơi mua quá chừng quà luôn bạn Lít nữa nè. Bạn Lít ôm con gấu nè. Anh Lít lại cảm ơn thắc má ma Phượng đi, cảm ơn má ma Phượng. Ôi ơi. Chúc mọi người ngủ ngon. Bây giờ là coi hockey.
Thôi nói coi hockey vậy thôi chứ cho anh bắt anh vui vậy thôi chứ mấy chị em tâm sự với nhau, tâm sự về loài chim biển. Không, nói xấu những mấy con trà xanh. Ok, bye bye mọi người.